mà bây giờ giãn cách xã hội nó làm cho cái ngành dịch vụ Mỹ điêu đứng. Còn ở Việt Nam mình hả, trời đất ơi, 30 triệu người bị thất nghiệp và giảm thu nhập báo mới đăng sáng. Một cái bức tranh sợi nó u ám. Rất là nhiều trường mẫu giáo mầm non tư thục khắp nước treo bảng trả một bằng. Biết sao nói đâu? Tại vì thằng Khứa này nè, thằng đại lý của tao nó vô nó xúc cái trường mầm non ở quê nó luôn mày. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Cái cuộc đời của anh làm ăn tới ngày hôm nay á, thì nói chung người thương kẻ ghét thì rất là nhiều. Mọi miền đất nước này hầu như ai cũng biết anh. Trên tất cả mọi lĩnh vực, chỉ có trẻ trâu nó không biết thôi. Hôm qua bên bay xe nó hỏi Ghim Chúa làng nào. Thằng bà fan tao vô nó mày Google thì biết. Xong rồi cái tự nhiên cái Google rồi cái nó tìm ra anh á, hàng này chạy mẹt đúng không? Tao cũng ưa nó nữa. Rồi cái họ hỏi sao không ưa, tao cũng biết tự nhiên nhìn nó không ưa. Nhiều khi mình cũng ngẫm nghĩ cuộc đời mới mình làm gì mà tụi nó không ưa mình ta. Mà có những thằng nó chưa gặp mình một lần nữa. Nhưng mà thôi kệ mẹ đi, có mấy thằng ưa được rồi. Hôm nay anh kể tiếp cho em nghe thằng ưa. Thằng này quê miền Trung, nghèo lắm. Quê miền Trung nghèo lắm em. Tỉnh nào? Cái tỉnh nào mà đi biển toàn bị hút tàu. Nhưng mà trong cái nghèo nó có cái giàu. Bởi Việt Nam mình nó có nghịch lý. Đúng không? Việt Nam mình tầng lớp dân cư đa phần á giàu mà chưa văn minh. Nó thích mặc đồ hiệu rồi, nó thích đi này đi kia rồi. Nó thích xài tiền, nó thích nổ rồi các kiểu á. Anh nói người ta chứ phải nói anh nha. Và đi thích gọi là đầu tư cho nhậu nhẹt. Cái vấn đề đầu tư cho nhậu nhẹt nó xảy ra, nó làm cho ảnh hưởng biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu thế hệ. Từ nồi giống tới gia can này nọ, tai nạn giao thông đồ, chém giết đồ các kiểu, ngoại tình ngoại tiết đồ. Thì anh cũng muốn rằng ở trong cái cuộc đời ngắn ngủi của anh đó, anh chia sẻ những cái triết lý, những cái quan điểm, những cái tầm nhìn để cho mấy bạn trẻ tập gym á, các bạn nhìn vô, hoặc là những người không tập gym, người ta nghe vô, người ta thức tỉnh kịp thời. Đó, để người ta biết được cái nào gọi là cái nó tốt, cái nào là cái nó cần phải gọi là nó theo đuổi và nó đầu tư. Đúng không? Chứ không phải là cứ tối ngày ăn là đầu tư cho nhậu nhẹt, rượu bia, thuốc lá. Mà huống hồ vùng quê là cái vùng mà nó còn đau đáu, cái đó nhiều lắm em. Nhất là mấy miền quê ăn nhậu thôi triền miên thối lửa luôn rồi. Miền Trung thì đỡ hơn miền Tây nhậu kinh lắm. Đó, còn miền Trung thì nó cũng thôi. Lo có nhiều tiền đập vô cái nhà không? Cũng chả hiểu đập vô cái nhà để làm gì nữa đúng không em? Sống phải nhanh nè. Trai giang hồ, tứ hải giai huynh đệ. Đâu cần nhà đâu. Anh không bao giờ anh đập vô cái nhà, anh không bao giờ anh lo gì cho riêng anh, mẹ tay có đeo nhẫn không? Anh nói thiệt với em á, anh mua 10 quần xịn mặc 2 năm luôn á. What the hell? Nước hoa anh mua 3 chai, anh xài chắc 4 năm chưa hết. Tại vì mỗi lần xài nước hoa mẹ anh biết ra đường đi ghệ. Nói chung là cái cách sống của anh nó khác, rất là khác so với phần còn lại của xã hội. Đối với anh á, bây giờ một người á, đương nhiên là phải làm, không thể nào làm biến được. Khi mà mình có được cái đồng tiền đó, thì chúng ta phải đầu tư cho sức khỏe và giáo dục. Hai cái đó là hai cái cốt lõi. Còn mấy cái râu ria cám lợn kia không cần. Yes. Mặc đồ nghèo bần nhưng đạt cũng được, đúng không? Nhưng mà nó có tiền, nó lo cho con nó học đàng hoàng là ok. Cái đó sau này con nó không hận nó. Còn cái mẹ đó ấm nhắc với nó rồi, đúng không? Mà còn đi nhậu, đi nhạc, rồi đi bồ, đi bịch nữa thôi. Sau này á, con mày nó mà lớn lên một cái á, thì nó sẽ hận mày lắm con trai. Thằng này số khổ có con sớm em. Thằng này số khổ. Tôi nhỏ cũng đú, mẹ cho mày đú, đú thì chết thôi. Mà có một cái nghịch lý này nè. Hầu như là mấy bạn ở miền Trung với miền Bắc á, thì mấy bạn cũng có cái suy nghĩ nó giống anh hay sao á. Mấy bạn cũng thích làm một cái gì đó cho sức khỏe, làm gì đó cho một quê hương. Các bạn muốn mang những cái sản phẩm sức khỏe về để bán, để phân phối lại cho những người dân ở nông thôn các bạn ấy. Mình nói Quảng Ngãi nghèo nghèo so với Sài Gòn thôi, chứ giờ nó cũng lên thành phố mà em. Hầu như giờ tỉnh nào ở Việt Nam cũng lên thành phố hết. Không có tỉnh nào mà không thành phố hết. Bởi cái thành phố của Việt Nam chuẩn rất Việt Nam. Nha. Thành phố của Việt Nam là chuẩn rất Việt Nam. Thì cái thằng em này nè, nó cũng là dân miền Tây thôi, ở lộn dân miền Trung thôi. Nó xuôi ngược vô Sài Gòn, nó mưu sinh và nó học tập. Đó. Mà nó cũng là fan theo dõi âm thầm của anh. Ngày xưa nó khổ lắm em. Nó là sinh viên đi mượn nợ đi học luôn á. Không có tiền, không biết làm ăn gì dành dụm. Mua được khủng Amino huyền thoại ngày xưa.
nó uống, nó để dành, nó còn tâm hình tới giờ luôn. Nó bước chân vô Sài Gòn, nó học năm 2014 mà nó chỉ nó không đủ tiền nó tới chỗ anh tập nha em. Chỗ anh lúc đó có 400 ngàn tháng mà nó bằng tới cái độ đó đó. Nó chỉ ao ước một lần. Nó ao ước một lần nó được gặp Duy Nguyễn tận mặt, cầm Duy Nguyễn tận tay. Đó, để gọi là thỏa cái lòng mà gọi là hâm mộ idol. Mà nó không có tiền tập nên nó mặc cả, ôi lộn mặc cảm. Nhưng mà riết rồi gặp anh trên mạng mà ngày nào anh cũng đưa video lên, hồi xưa làm video kiến thức mà. Anh đưa video nó chịu không nổi nữa. Nó lấy hết can đảm, hết bình sinh, nó vét hết tiền của nó, mượn tiền của bạn gái nó cũng nghèo như nó luôn. Mượn thêm 100-200 gì đó. Đi cái xe cà tàn cà túc. Chạy tới BBT quận 6 vào một chiều mưa. Bữa đó đi Chủ nhật mẹ. Đóng cửa lúc 6 giờ, nó tới 7 giờ. Nó đứng ở ngoài nó nhìn. Nó còn tấm hình huyền thoại đó, tấm hình chụp cái nhà thôi. Ngấn lệ tuôn trào luôn, đời không duyên với Duy Nguyễn. Xong rồi nó cứ từ, nó cũng tập tành, nó cũng học tập, nó cũng giờ nó cũng ra trường nó làm rồi. Nó ra trường làm rồi và bây giờ tự nhiên á, nó thấy Quảng Ngãi là vùng đất chưa có đại lý. Mà quê nó lại ở đó, mà nó có công việc ở Sài Gòn. Nó ngồi lúc đó nó ngồi nó hoang mang, nó ngồi nó phân vân, giờ chơi Quảng Ngãi không ta. Đó. Xong rồi, nhưng mà cái thằng này á, nó là fan anh lâu nên tính nó quyết đoán lắm. Nó chơi luôn, nó cọc 100 triệu luôn. Wow. Mà cọc hai lần, lần 50. Quyết gom mấy thằng nhỏ nhỏ này nó gom tiền ghê lắm. Mà tôi kể mấy thằng ở Long Xuyên chưa. Nó chơi lần 25 triệu. Nó không biết, tao nói tiền banh tiền bọt chứ không biết, nó chuyển lần 25 triệu làm nhiều lần. Mà thằng này nó cọc hài lắm em. Nó cọc ngay mùa Covid. Xong rồi nó bỏ cọc chừng tháng mấy, 2 tháng nó không đá động mẹ gì hết. Cái tao hỏi, anh mới nóng mình á, nhắn tin, ê thằng cu mày có làm không? Cái nói dạ em đang làm, em đang chạy mặt bằng, chừng nào có thì em alo anh. Quá thằng bố láo. Hay là do nó miền Trung nó vậy mày? Cái này của anh đi làm ăn nhiều rồi nha, nhiều khi anh gặp vùng miền nữa mấy em. Có những thằng ở miền nó đối vậy là bình thường. Đúng không? Nó thì em cứ đi kiếm mặt bằng đi, rồi chừng nào có em báo anh thôi. Nó còn anh là dân miền Nam, anh nghĩ rằng mày có làm hay không làm, mày có deadline, mày kiếm mặt bằng không, kiếm mặt bằng phải đi tới những bước tiếp theo nữa chứ. Tự nhiên mày cọc 100 triệu xong mày bỏ đó, rồi tao ngồi tao ôm 100 triệu của mày, rồi tao có nhận thằng khác không? Tao nhận thằng khác cũng không được, rồi tao bút mày thì không xong. Đó, nên thằng này nó ngộ quá, nó ngay mùa Covid nó kiếm mặt bằng chạy dọc chạy ngang. Nó em còn công việc ở Sài Gòn nữa, xong em về quê em kiếm mặt bằng. Xong rồi kiếm đâu rồi tao nhắc nó hai lần tao chán luôn, nó kệ bà mày, mày không làm tao khỏi trả cọc. Rồi xong rồi tự nhiên tháng hay tháng sau em tìm được mặt bằng rồi anh cũng trả nó gì. Xong rồi cái giờ cái nó em ký luôn mặt bằng rồi anh. Nó tao không nói gì mày cũng dám ký nữa hả? Thấy quán này ngộ ta. Đúng không? Thí dụ như đáng lẽ như người bình thường á thì người ta tìm thấy mặt bằng phải nhắn anh cái để anh coi ý anh sao này, nó có tư vấn gì không hay là bước tiếp theo như thế nào. Yes. Rồi mới thuê chứ. Rồi gửi mày thuê cho tao trả cọc cho mày rồi sao? Đó là mày lỗi thành rành đó rồi, mày chạy đâu nữa? Tiền deposit chỉ có giá trị một tháng thôi, một tháng là lâu rồi đó. Mà đằng này mày 3 tháng rồi. Ví dụ như người đẹp nhanh thì trả cọc, mà người xấu nhìn kia lấy cọc là chuyện bình thường à. Nhưng mà ví dụ như anh tao trả cọc cho mày thì sao, mày mới ký hợp đồng nhìn chủ nhà chắc chắn là mày mất cọc rồi. Cái lúc đó là có phải là nó lỡ dở chưa? Nó thằng này nó ngộ quá, thằng này miền Trung nó vậy ta. Nhiều khi nó thật sự như miền Trung thì nói chuyện cũng chả ngọt ngào gì đâu. Nói chuyện kiểu giống như cầm búa chảy vào đầu vậy đó. Nhưng mà ở thằng này thấy có gì đó nó vô lý, nhưng mà lại có gì đó nó nhiệt tình. Tự nó build shop, tự nó làm này luôn, nó đâu có hỗ trợ nó nhiều đó. Đúng không? Nó đưa ra cái mắt cái mic gì đó, tự nó làm luôn à. Không biết nó hợp với media team hay gì đó, không biết nữa. Nó giờ nó lấy thương hiệu là Mắt Súp. Lấy thương hiệu Mắt Súp làm ở Quảng Ngãi. Bởi vì nhiều khi mấy bạn coi like của anh nó nói là Quảng Ngãi có đại lý chưa anh? Có rồi, nằm đâu biết chết liền. Nani? Nó nằm đâu chắc trong thành phố Quảng Ngãi thôi. Tại thằng nó ít tương tác lắm. Nó hâm mộ anh. Mà giống như cái dạng mà thuộc dạng là cái người miền Trung á, người ta làm mà người ta không có nói, người ta không có thể hiện ra ngoài, hiểu không? Nhưng mà ngày xưa đó nó thần tượng anh kiểu đó đó. Nó chạy qua nó mua hàng này nọ, cảm xúc tân trào, dung dân trào này nọ nữa. Nhưng mà lúc đó nó đâu có nói gì anh đâu. Anh cũng biết dạo này nó đưa hình ra nó, ủa mày fan tao lâu vậy đó hả? Yes. Rồi tao mới biết có thằng fan vậy luôn á. Nó coi livestream hay không bao giờ nó comment, nó bài post của anh không bao giờ nó like, không bao giờ nó share, chả bao giờ nó comment, tao biết nó đằng nào đâu. Bởi vậy có những cái bạn á, cái cách sống nó hơi bị khép. Nó nhưng mà họ sống thì cũng tao gọi là có tình có nghĩa gì đi, ví dụ vậy. Nó cái trường hợp em là làm vậy, giờ nó có hàng chưa em? Giờ có hàng chưa, có hàng hả? À trời ơi, mới có mặt bằng thôi hả? Trong cái thời buổi Covid này đó mấy em.
Nó chết như ngoé. Mà thằng này nó liều mạng. Mày mở đại lý trong thời buổi này là mày đi ngược dòng nước. Đúng không em? Mà mấy thằng mà đi ngược dòng nước á thì một thằng trở thành anh hùng, hai là trở về thằng khùng. Đó. Thì cái câu chuyện thằng này anh hùng hay thằng khùng không biết, nhưng mà tao sẽ nói cho mày nghe. Bây giờ tất cả mọi dịch vụ nó chết, tao nói về Mỹ nó chết cho mày sợ. Thằng Mỹ á là hàng không Mỹ á, nó lỗ hàng trăm triệu đô la. Một ngày cái hãng hàng không Delta của Mỹ nổ 30 triệu đô. Nói bạn số luôn á. Máy bay của Mỹ tổng số 6.000 chiếc. Bây giờ nó ngồi ở đậu bãi, nó đậu bãi không à. Bây giờ nó ngồi ở đậu bãi chứ đậu trong sa mạc. Mỹ nhiều sa mạc lắm, nó đậu trong sa mạc nữa. Máy bay Mỹ bây giờ cho một ngày là 25-30 em. Bình thường công suất máy bay 300 đứa, máy bay nhỏ 108. Mà bây giờ giãn cách xã hội nó làm cho cái ngành dịch vụ Mỹ điêu đứng, chết hết luôn. Bây giờ ông Trump mới ký cái lệnh đuổi sinh viên nữa, đuổi sinh viên học online, làm cho cái tất cả trường học của Mỹ thất thu một năm 45 tỷ tiền học phí từ đô á. Nó ghê chưa? Còn ở Việt Nam mình hả? Trời đất ơi, 30 triệu người bị thất nghiệp và giảm thu nhập, báo mới đăng hồi sáng. Hàng loạt công ty phá sản, sa thải nhân công. Tất cả những cái tiền, tất cả những cái mặt bằng mà cho thuê á, bất động sản đó, bây giờ là một á là phải giảm giá thuê, hai á là chấm dứt hợp đồng luôn, không làm nữa. Một cái bức tranh sợi nó u ám. Nó nói về giáo dục, nói cho mày nghe. Bên Mỹ đó, dục kia chưa? Lỗ 45 tỷ ở Việt Nam, giáo dục hả? Kiện cáo nhau xuống trời đất luôn. Thiên hạ đệ nhất trường học Sài Gòn, trường Việt Úc, giáo viên kiện nó thu phí mắc quá, dạy online thu 30% không chịu. Bây giờ phụ huynh ta nói thôi giờ thu 5% thôi, tại vì dạy ngày có 45 phút bằng từng có 3 ngày thôi, đâu bằng học kia đâu. Nếu mà chia ra thì không đúng. Cãi qua cả lại không chịu, trường đuổi luôn. What? Xong rồi bữa nay lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhào vô, trường đuổi như là phi nhân văn. Không đúng. Đúng không? Chỉ vì bất đồng học phí với cha mẹ mà đuổi em thì là không được. Cái sự việc này không có đi tới đâu. Rồi trong cái thời buổi dịch giả leo thang, trường đại học y dược tăng học phí lên 100 triệu. Oh my god. Biết bao nhiêu trường nó sa thải này nọ, nó không có chịu nổi đâu. Trường nào nhà nước thì nhà nước cấp bằng sách thôi. Trường tư thục trả mặt bằng. Trả hết, không thuê nổi em. Bây giờ nghỉ luôn, chạy nó, giờ dịch rồi, mai nay nó chạy. Mày đòi tiền tao cũng được đâu, xù. Rất là nhiều trường mẫu giáo mầm non tư thục khắp nước treo bảng trả mặt bằng. Biết sao tao nói không? Tại vì thằng Khứa này nè, thằng đại lý của tao nó vô nó xúc cái trường mầm non ở quê nó luôn mày. Nó vô nó xúc cái trường mầm non ở quê nó để nó mở mặt bằng, rồi bán thực phẩm bổ sung. Trời đất ơi, mày khẩu nghiệp quá thằng kia. Còn mai mốt á, cái trường của người ta đó, người ta đem con người ta gửi học mày nhận nha. Nó không biết, gửi con nó vậy rồi. Nó thu hết tiền của tôi rồi, giờ nó đóng cửa, ông thuê đúng không? Ông phải giữ con cho tôi. Lúc đó mà giữ con nít, mà giữ luôn bà mẹ nha. Trời đất ơi, thiệt luôn em, nó báo anh tin lên hết hồn. Nè, thằng này nó đưa nè, nó mới đưa nãy nè. Trời đất ơi, má ơi, nghĩ sao? Tao hỏi có hàng chưa? Mày nói chưa có hàng, xong rồi đưa cái hình nó xúc mặt bằng của trường mầm non luôn. Đó, bởi vì đó là dịch Covid là gì? Dịch Covid là một cái thảm họa trời, nó rớt xuống đập trên đầu thế giới. Đúng không? Nó là thách thức của người này mà nó là cơ hội của người kia. Thằng nào bán khẩu trang bao vào, thằng nào bán nước rửa tay bao vào, thằng bán súp như tao thì bình bình. Đúng không? Còn bất động sản nè, khách sạn nè, nhà hàng nè, du lịch nè, hàng không nè, mai mặc nè, giày da nè, cá tra nè, xuất khẩu nè, tất cả đai hết. Một bức tranh kinh tế ảm đạm. Không có giải pháp đâu mấy em. Anh nói thẳng, trước tình hình kinh tế này á, thì giờ bán súp qua ngày thôi chứ không có giải pháp. Đợi Mỹ nó có vaccine đi. Nhưng mà thằng nhỏ này nó mở ra trong hoàn cảnh này nó khôn. Tức là cái đối tượng súp là gì? Đối tượng súp là người có tiền. Nên nó không phải là bán cho nông dân, không phải bán cho công nhân, nên nó không ảnh hưởng lắm. Hiểu không? Ví dụ như trước mì tôm giờ nó ấy á. Công nhân giờ hết tiền mì tôm luôn rồi. Tiền triệu chưa có. Hết tiền mì tôm, nhưng mà súp của mình á. Súp của mình đó mấy em là nó bán cho tầng lớp có tiền, mà tầng lớp có tiền thì họ có được lượng tiền dự trữ. Mà theo như tính toán á, lượng tiền dự trữ của họ còn từ 3 tới 6 tháng nữa ha. Nhưng mà theo những nguồn tin anh nắm được á, là Mỹ vaccine nó đang ra tới giai đoạn cuối rồi. Nó sẽ chậm nhất nó sẽ đẩy vào tháng 12 năm nay. Đó. Cái đó là anh lo cho thế giới thôi, chứ Việt Nam có quỷ đâu lo, Việt Nam hết dịch lâu rồi. Đúng không? Việt Nam hết dịch lâu rồi thì kinh tế Việt Nam có thằng nó phục hồi được, có thằng nó chưa phục hồi. Nó còn ai làm gì làm, mình bán súp, mình bán hàng của Mỹ Đế, bán hợp tác với BOT.
đó, tập gym á thì không có gì phải lo cả. Nên á, ở cái bài toán của cái em này á, thì ở Quảng Ngãi là một cái vùng đất, nó thật sự nó cũng là miền Trung, nó cũng nghèo, nó có nhà máy lọc dầu Trung Quốc đúng không, nó có Chu Lai đúng không, phải không, phải không, phải, nó có khu vực Chu Lai không, nó có chỗ của trường Hải Thaco phải không đó, thì cái chỗ đó thì nó mở ra, nó tạo một cái luồng sinh khí mới để cho dân ngoài đó có thể làm công nhân, đỡ phải đi biển nữa, có gì có Lý Sơn nữa đúng không, Lý Sơn bắn tỏi cũng mắc, nó mới chém dừa thôi cha, đồ mà tỏi đen gì mắc như quỷ, không biết để làm gì nữa trời, thiệt không biết tỏi đen nó làm gì, các bạn biết tỏi đen nó làm gì comment đi, sao nó màu đen mà sao nó mắc vậy, mà cho hỏi thăm nha, Lý Sơn giờ có điện chưa. Rồi thôi nó giỡn chơi bạn cho vui thôi, chứ chúc em mua mai bán đắt nha, chúc em sớm nhập hàng nha em. Em làm cho nhanh lẹ còn nhẹ vô đi, cho bắt kịp với những đại lý khác nữa. Rồi còn mấy bạn ở Quảng Ngãi tới ủng hộ shop, mấy tỉnh gần gần cũng tới ủng hộ đi, đừng kêu BBT ship hàng nữa, xa ship lâu, hiểu không? Giờ chạy tới đại lý mua xúc lẹ, xúc lĩa cho nó lẹ, tiền trao cháo múc luôn, tham quan cái shop, chụp hình check in tới này nọ kia, phát triển phong trào địa phương. Ok, bye bye nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à, có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.